Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì vào ngày hôm qua đã có cái tin tức đó là Polkadot đã thêm parachain đầu tiên vào cái mạng lưới của mình. Thì có bạn đã thắc mắc là tại sao sang tuần cái cuộc đấu giá mới diễn ra mà hiện tại đã có cái dự án kết nối vào rồi đúng không ạ? Và parachain này thì có liên quan gì đến cả cái cuộc đấu giá diễn ra trong tuần sau? Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người chi tiết hơn về cái thông tin này, cũng như là chúng ta sẽ cập nhật một số những cái thông tin trên cái chart đồ thị của Bitcoin. Thì trước khi đi vào nội dung chính của video thì như thường lệ thì với các bạn nào các bạn đang giao dịch altcoin hoặc các bạn đang giao dịch margin và future mà các bạn cần cái sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể là tham khảo cái nhóm Telegram của kênh. Thì mình có một nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu cũng như về phân tích kỹ thuật. Thì các bạn nào cảm thấy phù hợp các bạn có thể để lại thông tin của bạn ở cái phần form đăng ký ở bên dưới và sau đó sẽ có admin liên hệ và add các bạn vào trong cái nhóm này. Ok, quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay thì trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một số những cái tin tức liên quan tới Bitcoin. Thì sáng nay Plan B đã cập nhật một cái tweet mới nhất về Bitcoin và ông vẫn giữ quan điểm rằng là giá có thể đạt được mốc 98.000 đô vào cuối tháng 11 này, nghĩa là tăng hơn 60% kể từ cái mức giá hiện tại. Thì theo như thống kê của Plan B thì tháng 5 và tháng 8 năm 2017 hay là tháng 5 năm 2019 thì Bitcoin cũng đã tăng trưởng hơn 60%. Và thậm chí là tháng 11 của năm 2013 thì Bitcoin đã tăng kỷ lục là 451%. Vậy nên ông cho rằng là cái giả thiết mà Bitcoin sẽ đạt được 98.000 đô vào cuối tháng này là hoàn toàn thực tế. Thực sự thì cái điều này cũng hoàn toàn là có cái khả năng xảy ra nếu mà chúng ta nhìn vào cái mô hình stock to flow của ông. Trước đó thì các bạn có thể thấy là giá đã đi khá là chính xác theo cái mô hình này. Và hiện tại thì Bitcoin nó vẫn đang chuẩn bị có cái sự giao cắt với mô hình ở cái mức là 100.000 đô rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là liệu đến cuối tháng 11 này giá nó có thể chạm đến mức 98.000 đô theo cái dự đoán của Plan B hay không. Ngoài ra thì như mọi người cũng có thể thấy là những cái ngày qua thì altcoin đã tăng lên một cách rất là chóng mặt và nhiều altcoin đã liên tục đạt được những cái all time high mới. Có tới 6 trên tổng số 10 đồng altcoin có vốn hóa lớn nhất trên thị trường hiện tại đều đạt mức all time high mới trong vòng một tháng qua. Ví dụ như là Solana và Polkadot tăng hơn 20% trong vòng một tuần, hay là ETH cũng vừa mới đạt all time high vào ngày 3 tháng 11 vừa rồi. Trong cái xu thế là dòng tiền đang đổ vào altcoin nhiều như vậy thì có thể thấy là cái vị thế của Bitcoin đang bị suy giảm trong cái khoảng thời gian gần đây. Hiện tại thì cái đồ thị của Bitcoin DOM cũng đang cho thấy rằng là thị trường đang dồn cái sự chú ý về phía altcoin nhiều hơn. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta cũng đã có thể là nhận định trong nhiều những cái tuần trước. Và đó lý do tại sao mà những cái altcoin chúng ta vẫn có thể trade trong thời gian vừa rồi cũng như là hold cho đến cái thời điểm hiện tại. Là bởi vì là như vậy mà cái chart đồ thị của Bitcoin DOM của Bitcoin nó đang giảm và nó sẽ nhường chỗ cho altcoin. Và như mọi người có thể thấy là hiện tại cái Bitcoin DOM nó vẫn đang có cái xu hướng giảm dần và đang quay lại cái mức hỗ trợ là 39%. Khi mà chơi altcoin ấy, thì chúng ta sẽ rất là quan tâm tới cái chart Bitcoin DOM này thì chúng ta sẽ nhận định được là cái dòng tiền thị trường như thế nào. Khi mà những cái altcoin đều đã chạm và vượt những cái all time high thì tức là ở trên đã không còn những cái mức kháng cự nào nữa. Và khi đó thì dòng tiền đổ vào Bitcoin sẽ là điều mà các bạn sẽ cần phải quan tâm. Khi mà Bitcoin DOM tiếp tục giảm và tổng cáp vẫn tăng thì đó là dấu hiệu cho thấy rằng là altcoin sẽ chuẩn bị bay rất là mạnh. Và ngược lại, khi mà Bitcoin DOM phục hồi, tức là dòng tiền đang trở lại Bitcoin và đó là lúc các bạn nên cân nhắc chốt bớt cái lợi nhuận từ altcoin, nếu không thì chúng ta sẽ bị đối mặt với cái tình trạng gọi là sốc tỷ giá, đúng không ạ? Cái tin tức tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho mọi người liên quan tới cái việc đấu giá parachain trên Polkadot. Thì đây là một cái sự kiện phải nói là tâm điểm trong tháng 11 này. Và như mình đã từng nói trong những video trước thì mình tin rằng là sau trend của hệ Sol thì hệ Dot sẽ là hệ mà mọi người sẽ nên quan tâm tới. Và ngày hôm qua thì Polkadot đã thông báo chính thức trên Twitter của mình đó là sẽ thông qua cái việc đăng ký sell parachain. Và đây chính là cái parachain đầu tiên được kết nối trên cái mạng lưới của Polkadot. Sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc là vì sao sang tuần mới bắt đầu cái vòng đấu giá parachain đầu tiên mà hiện tại đã có dự án dành cái suất parachain rồi, đúng không ạ? Thì thực ra sell parachain không phải là một parachain thực thụ mà những cái nhà phát triển của Polkadot đã giải thích rằng là sell parachain là một parachain trống và không có bất cứ một cái chức năng nào ngoài chức năng nâng cấp. Sell parachain sẽ liên kết với replay chain và chỉ nhận tin nhắn nâng cấp từ replay chain. Khi có tin nhắn từ replay chain thì sell parachain sẽ tự nâng cấp theo bất cứ cái cách nào được cho phép. Bởi vì cái mạng lưới của Polkadot là không giống như một cái chuỗi layer 1. Ví dụ như là Ethereum thì sẽ cho phép người dùng là xây dựng trực tiếp trên layer cơ sở hạ tầng của mạng lưới. Do đó thì cái replay chain của Polkadot sẽ chịu trách nhiệm bảo mật cho cái mạng parachain của nó. Mọi thay đổi sẽ phải được sự chấp nhận trước khi mà gửi đến sell parachain.
Như vậy thì cái việc mà ra mắt sale Parachain có vẻ như là một cái sự khởi động cho cái cuộc đấu giá Parachain diễn ra vào ngày 11 tháng 11. Và mình nghĩ rằng là cái thông tin mà Polkadot ra mắt Parachain đầu tiên được tung ra vào thời điểm này chính là để mọi người dành cái sự chú ý cho cái cuộc đấu giá này. Hiện tại thì mọi người có thể thấy là đang có 4 dự án đang dẫn đầu vòng gọi vốn đầu tiên. Và đây đều là những cái tên rất là nổi bật khi mà đấu giá Kusama. Và mình cũng đã nhắc đến trong những cái video và live stream trước của mình. Hiện tại thì các bạn hoàn toàn có thể là tham gia cái vòng đấu giá bằng cách là lock dot và bình chọn cho những cái dự án. Ví dụ như là Akala ở đây chẳng hạn. Thì khi mà lock dot ấy, thì các bạn sẽ được nhận về trung bình là khoảng 28 Akala. Tuy nhiên thì mọi người lưu ý là số dot này sẽ bị lock trong khoảng thời gian là 2 năm. Và cái lượng Akala mọi người nhận được sẽ được trả ngay 20% sau TGE và 80% còn lại thì sẽ được trả dần trong 96 tuần tiếp theo. Thì mọi người hãy đọc kỹ cái thông tin của từng đồng trước khi mà quyết định là mọi người có lock để mà tham gia vào cái việc đấu giá hay không. Và mọi người nên phân bổ một cách hợp lý bởi vì chúng ta sẽ bị lock cái đồng token DOT trong vòng 2 năm, đúng không ạ? Thì khi mà sự kiện này diễn ra thì mình cũng sẽ có một cái video để update, cập nhật cho mọi người về tình hình. Ở cái phần cuối của video thì mình sẽ cập nhật một chút những cái thông tin liên quan đến cái chart đồ thị của Bitcoin. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái tín hiệu trên cái chỉ báo đường cong logarit tăng trưởng. Đây là cái chỉ báo mà mình từng đề cập đến trong cái kênh của mình khá là nhiều tháng trước. Thì hiện tại các bạn có thể thấy là mấy tháng trở lại đây thì Bitcoin trên khung tháng đang duy trì cái mức là Fibo 0.382 và trở lại hai cái đợt tăng trưởng trước đó vào ngày 2013 và 2017. Thì trong cả 3 mùa uptrend, Bitcoin đều có cái phản ứng với cả khu vực 0.5 và cái giải tăng trưởng logarit. Trong đó thì nếu như Bitcoin có thể phá qua được cái mức 0.5 thì sau đó Bitcoin sẽ có cái đà tăng trưởng rất là mạnh và thiết lập lên những cái đỉnh all time high mới. Còn trong cái trường hợp mà không thể bứt phá qua được vùng 0.5 thì coi như là cái xu hướng điều chỉnh sẽ diễn ra. Đó. Thì đây là cái điều mà cũng đã diễn ra trong cái chu kỳ năm 2019. Thì có một cái điều quan trọng là ở cái thời điểm hiện tại, cái thanh nến tháng 10 nó vừa phá qua được mức 0.5 với một cái lực tương đối là mạnh. Và nếu như giá đi theo kịch bản của 2013 và năm 2017 thì chúng ta sẽ có thể là chứng kiến một cái đỉnh all time high mới cho cái chu kỳ này. Và ngược lại, khi mà giá điều chỉnh tại khu vực Fibo 0.382 thì sẽ là cái mức hỗ trợ tốt của giá. Và chỉ cần giá giữ được ở trên cái vùng này thì cái trend tăng trưởng mình nghĩ rằng là sẽ tiếp tục kéo dài thêm một vài tháng nữa. Hiện tại thì cái giải logarit ở hai mức là 0.382 và 0.5 chính là hai cái khu vực quan trọng mà các bạn sẽ cần phải quan tâm. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi những cái phản ứng giá của đồ thị với cả cái giải tăng trưởng này xem như thế nào trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì có một cái tín hiệu nữa chúng ta cũng phải theo dõi, đó là ở trên cái chỉ báo RSI ở trên khung tháng. Thì hiện tại thì RSI đang chững lại và đi ngang ở dưới mức 72. Và như mình đã phân tích trong video số 628 thì RSI sẽ cần phải vượt qua mức 72 và tạo đỉnh thứ hai thì mới cái điều kiện để Bitcoin có thể lập lên một cái all time high mới. Thì cái tín hiệu hiện tại cho thấy rằng là cái lực tăng của Bitcoin đang bị chững lại và dòng tiền đang có xu hướng là chuyển sang những cái altcoin. Tuy nhiên thì RSI nó vẫn đang rất là sát ở cái mức 72 và ở vị trí hiện tại thì RSI có thể bật lên bất cứ lúc nào, thế nên là chúng ta cũng sẽ cần phải thường xuyên theo dõi cái tín hiệu của chỉ báo này. Trên cung tuần thì nếu như các bạn theo dõi những cái video cập nhật trước thì các bạn đều biết là giá nó đang bị kẹp ở trong khoảng từ 60-62 ngàn. Và cái thanh nến tuần này đã rút dâu rất là mạnh và một lần nữa cho thấy rằng là cái lực bán ở khu vực 62.000 rất là lớn. Và cái cây nến tuần này đang cho thấy đúng cái diễn biến trên thị trường hiện tại, đó là cái sự tranh đấu rất là quyết liệt giữa phe mua phe bán. Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ là diễn biến của giá nó sẽ như thế nào. Chỉ khi nào mà giá phá qua được cái vùng nhạy cảm từ 60 đến 62.000 thì khi đó chúng ta mới có thể xác định được cái xuống của thị trường. Hiện tại thì cái nến tuần này nó vẫn chưa đóng nhưng mà mình nghĩ rằng giá sẽ có thể là duy trì tiếp ở cái khu vực ở cái khu vực tranh chấp như vậy trong những cái ngày sắp tới. Và điều này thực ra là khá là tốt cho những cái altcoin để mà có thể có cái xu hướng tăng trưởng. Các bạn đều biết là cái điều kiện để mà altcoin liên tục đạt những cái all time high trong thời gian vừa rồi đó là Bitcoin sideways. Thế nên là trong cái thời gian sắp tới mà Bitcoin sideways mà altcoin nào mà có lên mạnh x2 x3 ấy, thì các bạn lưu ý giúp mình là hãy chốt cái lợi nhuận của các bạn. Chúng ta cũng không nên bị cuốn vào thị trường quá vào cái thời điểm này. Thị trường hiện tại đang có cái dòng tiền bơm vào altcoin tương đối tốt. Thế nên là những cái altcoin này sẽ tăng trưởng nhưng mà nó sẽ không có nghĩa là tăng trưởng mãi mãi. Và khi mà Bitcoin nó vẫn đang bị kẹt ở cái vùng giá cực kỳ nhạy cảm như thế này thì nếu mà nó có cái sự điều chỉnh thì chắc chắn altcoin nó sẽ sập rất là mạnh. Thế nên là nếu là mình ấy thì mình nghĩ rằng là những cái con nào mà mình cho các bạn ở trên nhóm Telegram mà đã có cái lợi nhuận từ 70, 80 hoặc là x2 trở lên thì mình nghĩ rằng là các bạn nên chốt để mà bảo toàn cái lợi nhuận của các bạn, thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp cái xu hướng của thị trường, chúng ta vào lệnh cũng chưa muộn. Chúng ta không nên gọi là thắng lệnh này lại chúng ta lại vào toàn bộ vào lệnh sau, thì như thế cái cách chơi như vậy nó sẽ không hợp lý ở cái thời điểm giai đoạn nhạy cảm như thế này.
thì mọi người hãy nhớ là follow cái nhóm Telegram. Mình sẽ thường xuyên update những cái thông tin và tình hình ở trên đó, cũng như là mọi người hãy subscribe kênh YouTube để các bạn không bỏ lỡ bất cứ cái video nào. Ok, thì đó là tất cả những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hay và hữu ích. Hẹn gặp lại mọi người những cái video sau. Xin chào.